có tính liên kết cao. Hoàng Đức, quả bóng tương đối thông minh của Hoàng Đức. Đó là pha phối hợp hay. Thêm một cơ hội nữa, vẫn còn. Đó là những gì mà Hoàng Đức và Tuấn Anh có thể dành cho nhau. Sơn ý của hai cầu thủ này đang mang đến một gọng kìm có thể nói là cực kỳ chắc chắn và hiệu quả của đội tuyển Việt Nam ở tuyến giữa. Cú mở bóng của Hoàng Đức cho Hồng Duy vẫn chưa thể làm gì được trước Quế Ngọc Hải và mở ra một đợt phản công cho đội tuyển Việt Nam. Hoàng Đức, sức dướn tốt và kỹ thuật khéo léo đã thực sự khiến cho cầu thủ Tuấn Anh. Ngày hôm nay Tuấn Anh chạy không biết mệt mỏi. Hoàng Đức dứt điểm vào. 3-0 dành cho đội tuyển Việt Nam và đó là màn trình diễn mang tên Hoàng Đức. Sự bùng nổ từ các khán đài, có lẽ là cả sự bùng nổ từ trước màn hình TV nữa, khi mà các cầu thủ của chúng ta đang thăng hoa thực sự trên sân Hasan. Chúng ta cùng thưởng thức lại tình huống rất chủ động của Tuấn Anh và những pha xử lý mềm mại kỹ thuật mà đối phương thì không biết đâu mà lần. Và anh Cường lại một lần nữa chứng kiến thủ thành Khairul Fahmy đứng hình tiếp, không có bất kỳ một phản ứng nào. Đây là một bàn thắng gói gọn nhất những gì mà chúng ta đã có được trước Malaysia. Một đẳng cấp vượt trội hoàn toàn, khi mà Hoàng Đức rất đơn giản để có được pha dẫn bóng, ngoặt bóng và dứt điểm. Xin giới thiệu ngôi sao mới của bóng đá Đông Nam Á, Nguyễn Hoàng Đức. Cô ghi. Hoàng Đức hoàn toàn quán xuyến được khu vực giữa sân. Và cắt bóng Đức của Hoàng Đức. Cơ hội, Tiến Linh có thể sút xa. Và đúng là một cú dứt điểm, một pha dứt điểm trái phá của Nguyễn Tiến Linh. 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Vẫn là Tiến Linh. Đó là một trong những điều mà chúng ta dự đoán từ trước. Trong thời điểm mà gây sức ép tầm cao thì hàng phòng ngự của Campuchia sẽ mắc sai lầm. Có quá nhiều khoảng trống giữa hàng phòng ngự và tuyến tiền vệ của Campuchia. Và đây là một pha bóng mà Tiến Linh đã cho thấy sự tự tin đã trở lại ở tiền đạo của chúng ta. Hãy cùng xem lại một tình huống một lần nữa. Đúng như chúng ta dự đoán, với một cầu thủ như Tiến Linh thì chỉ cần có một bàn thắng thôi, anh sẽ trở lại là chính mình. Tiến Dũng. Lợi thế dành cho đội tuyển Việt Nam. Hoàng Đức. Quang Hải. Đẳng cấp của một ngôi sao. Quang Hải đang thi đấu quá hay trong trận đấu ngày hôm nay. Từ một tiền vệ trung tâm cho đến vị trí của một tiền đạo cánh và pha sửa lòng này đã nói lên hết những tinh túy, những kỹ năng của Quang Hải. Nhưng quá đẹp. Nhưng những lời khen đầu tiên, công đầu tiên phải được dành cho Nguyễn Hoàng Đức với một pha được sự khác biệt trong pha bóng này. Chúng ta hãy xem lại pha đi bóng và đường chuyền dọn cỗ của Hoàng Đức, sau đó là cú cứa lòng hoàn hảo của Quang Hải. 4-0. Pha dứt điểm một chạm cực kỳ xuất sắc, rất hay của Quang Hải. Rất tốt. Hồng Duy. Hoàng Đức. Hoàng Đức. Hoàng Đức. Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn áp đảo thế trận trong hiệp đấu đầu tiên và tung ra khá nhiều cú dứt điểm nhưng vẫn chưa chính xác. Còn Evan Dimas vào sân thay số 13 Irianto. Tiến Linh vào sân sẽ đội trưởng trên sân hiệp 1
đã phải nhận chiếc thẻ vàng đội trưởng vào sân hiệp 2 nhưng vẫn không nhận chiếc bằng đội trưởng, đó là Eva Dimas cũng vừa phải nhận chiếc thẻ vàng. Những cầu thủ đủ chủ động hơn trong việc triển khai tấn công, nhưng đây cũng là điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã trả lời phỏng vấn trước báo chí: tôi chờ đợi Indonesia chơi tấn công từ sân nhà của cầu thủ Việt Nam. Đường chuyền dài vượt tuyến của Hoàng Đức. Hoàng Đức đang vượt qua cầu thủ đối phương. Đưa bóng qua dứt điểm. Pha đặt lòng là của Tiến Linh. Đá cọc của số 14 đội tuyển đội tuyển Việt Nam. Còn đây là tình huống cải người và qua người rất hay. Những pha xử lý đơn giản nhưng vẫn đang đạt hiệu quả qua người rất cao của Hoàng Đức. Một trong những cầu thủ phải nói là thể hiện được sự tiến bộ lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong thời gian vừa qua. Sau đó là một pha đá phạt. Lần này thì Hồng Duy đã có một tình huống ngăn cản rất tỉnh táo và chính xác. Phạm lỗi rất rõ ràng với Hoàng Đức. Công bằng mà nói thì tuyến giữa của đội tuyển Thái Lan đang chơi tốt hơn chúng ta. Đường chuyền dài của Hoàng Đức. Và đây là lúc Văn Toàn cần phải thể hiện được khả năng của mình. Thẻ đỏ chắc chắn là một tình huống thẻ đỏ. Hoàng Đức. Vẫn là Hoàng Đức, hoan người rất hay. Hoàng Đức sâu thẳng vào trung lộ. Dứt điểm chăng? Hoàng Đức. Nỗ lực của Tiến Linh và Christian Đôi. Tira Sinangda không vượt qua được Hoàng Đức. Quay! Bóng vào đất. Đức Chính đã di chuyển. Một quả đá phạt. Quả đá phạt trực tiếp dành cho đội tuyển Việt Nam và cùng với đó là chiếc thẻ vàng. Cơ hội của trận đấu. Là một pha tranh chấp tốt của Quang Hải. Hoàng Đức rất thoáng sang bên phía cánh trái dành cho Hồng Duy. Hoàng Đức đang di chuyển rất hợp lý. Cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Hoàng Đức. Hoàng Đức. Một cái nhấc chân vào Hoàng Đức đã mở ra một cơ hội đua tốc độ. Phải của đội bạn. Nhưng chúng ta đã lấy được bóng với Hoàng Đức. Hoàng Đức. Tuấn Anh.